có con cá này gì nó giật nè Minh ơi. Rồi vô tới đi. Nó cái nhà mà giật không mạnh, nó biết cái gì đây nữa. Hơi yếu nha. Nè nè mọi người. Không có dướng cỏ nó lộn lộn ở ngoài à. Nè nè Minh, Minh. Có con thấy không? Ồ. Ờ cá phi. Bé phi. Cá phi. Rồi, đi lên đi con, đi lên vô tâm con. Rồi, anh cá phi. Rồi, ba anh em Bin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Đây, mấy bữa ngày thấy nước ngon quá, anh em Bin dẫn qua cái chỗ này cắm câu thử cái nha. Đây là thăm từ nãy giờ cái chục cần rồi đó mà biết mới dính được cá phi à. Buồn luôn hả? Buồn. Mà thấy nó lại nhẹ nhẹ ha. Chú Bin cũng nghĩ là con gì nó nhỏ chứ nó không bự. Cá phi. Từ hạt lát. Ê Minh ơi Minh. Dạ. Nữa Minh ơi. Đi nè. Ê cá lóc chú Bin thấy rồi. Chú Bin cắm hai cần sát qua luôn thấy không? Dạ. Ghê không? Quá dữ. Gãy cần rồi. Con ginh nó gãy hay là tự nó gãy? Con rút lên nó gãy. Ôi buồn nha. Dính được một em cái lóc. Thôi, cắm hai cần sát bên rồi dính luôn ta. Dính hai con hai. Đây vô nha. Sữa rồi. Đừng con nữa mọi người. Hết sữa hả? Hết sữa. Ok. Đấy luôn, chú Bin còn đang cần nữa. Ok. Thấy cần chưa con? Trời ơi, cái tươi. Cái tươi chút én à. Để kìa, Bin quay cho cái nhà xem. Cái này là chiên ngon lắm á. Chiên không gừng là đúng rồi đó. Thì đó cái cần đó của mình luôn á. Vinh thể mạo luôn con, để gãy cần. Cái tươi mọi người. Cái này chiên em mắm gừng ngon lắm á. Là ngon nhất luôn á, tại vì nó cái kẹp con đâu Minh. Nó không có hẹ hỏng chứ ơi. Cú Minh này nhiều khi nó màu mè nó. Nè, rồi con gỡ như con gỡ đi. Ủa? Chú luôn hả? Con đè xuống con gỡ rồi mà. À, tưởng là con lấy đôi dép con kiệm lại. Ủng ơi. Trời ơi, con cá chút ép rồi má ơi. Chút ép là ủng ghê hả? Vậy? Cá lóc kìa, chú Bin thấy luôn rồi, nhưng nó... Trời ơi. Ủa sao mà ảnh vậy? Trông vừa. Chị mà cái nhà con nó quặn một cục xinh nè. Kì á. Bự quá. Thả luôn đi con ơi. Đầu tiên. Đây là dàn cần câu mà hai anh em cắm á mọi người. Bé của mình á. Cái tương nha. Cái tương đựng cá ống dồm mà quặn cái ba anh em mới tin lộn mà nhóm đít luôn á. Cái đục cái xanh đó ta. Rồi vô rồi. Ba vậy tự nhiên. Không. Còn không? Chú Bình thấy. Thôi. Nhỏ rồi cái nhà. Chiều của Bình thấy em rồng nghe con này con cá ăn đực nè. Con cá lưới tốt á. Còn con cá chưa? Cắm này đi rồi chút xíu bắt con cá. Cái nhà thấy ghét không? Đi cắm câu mà cầm tiền nè con nè. Lụm á, mới lụm á. Ba em đi cắm câu mới được cái hàng cái lóc cá cái quy à. Lụm được tầm level 1000, này được hai lóc xi tin với 1000 đá. Rồi chú có dạ, cũng ngon đồng. Chú có xi tin cà phê uống trời chiến công sao hả? Đừng con mọi người. Thấy đông đậy rồi đó. Nhẹ kìa. Trời ơi. Thấy rồi nha, tao thấy mày rồi. Lại là bé. Cái lớp cứng. Con nước lưỡi xong không? Đây con này nước ngoài. Thả luôn cũng được, nó của mình lên cái lóc nhỏ đó con, không có dùng nữa đâu con. Thả đi con. Rồi thả đi. Ừ, chơi về với tự nhiên đi. Mới bự bự anh em qua trong câu. Ok. Chào Minh. Đi gì tán tán này, cái gì tán tán? Vậy là cái lóc cái ngập. Chết rồi. Trời ơi, chết chét luôn rồi. Cái ăn là sớm á. Ừ. Nó lưỡi nha Minh. Té. Rồi con ơi, té. Nước. Nước vô trong rồi mọi người. Con ăn cái tay nha con. Ui. Ê, anh còn sống. Nhẹ hả? Rồi. Tiếp theo mọi người. Đâu có lại đi coi. Con tầm gửi kìa. Nói vậy nữa. Cho con tụi nhớ hơi. Rồi. Rồi, cái hỏi nha. Thằng cá mập cũng vô ạ. Ừ, rồi lại nó lại chết đi. Con này con chứ thấy nó trắng trắng mà không biết con gì. Rồi chú Bin ơi, dính rồi, cái gì trắng trắng chú Bin ơi. Cái gì trắng trắng. Ôi. Nghe không? Có. Ông chú Bin ơi. Đâu? Nó biết cái lóc cứng. Nhỏ chứ không bự. Nó buồn nữa chứ.
Nhớ nghe đâu rồi. Bác sĩ đồ này đâu, lấy đồ này bác sĩ ơi. Ok chào con. Đây mất cái cần kia uổng quá mà không biết bự nhỏ đó. Đâu có đồ nghề đồ đàng hoàng chứ bộ. Bác sĩ cái lưỡi nè rồi. Cái con giọng nè. Chắc lần quá. Nè chú Bình thấy không? Ừ, con lần thấy nó thử coi mình. Con lần thấy nó Minh ơi. Chắc nó xuống dưới quá. Chú Bình nghĩ là nó gục xuống dưới đó. Lần thấy nó hên xui. Nhìn thấy là cái ngó nó kìa xèn. Ồ, đây nè. Bựng con. Dính không? Dính luôn không? Cái lóc. Trời ơi, cái lóc mà liệt ghê ta. Chuối. Sống hơn chết rồi mình. Chết rồi. Sống mình, chết rồi không mình. Còn sống. Ông ấy nữa, lên đi, lên trên. À nó bắn vô cái cây quá rồi. À. Hấp tổng quá. Ơ còn sống chú đi nè. Còn sống cái gì á. Nó chuối. Ừ, cũng bự. Nó mập. Nó chuối vô cái cây này nè. Hèn gì thấy cái liệt xuống tưởng đâu là nó vô hả? Đứng vô luôn rồi. Nó lắp cái nha. Nó bắn vô cái cây nó nằm im dưới á. Kéo xuống dưới nó mới ngập mà chứ nó không có ấy đâu. Vô con tưởng con lương không à. Mới đầu xe xuống anh thấy nó giật rồi mọi người. Trời ơi thấy nó nằm trên bờ luôn rồi kìa mọi người. Trời ơi cái lóc nó nổi con chưa dính lấy câu đâu. Phải dính rồi chưa cầm cứng một em. Bác sĩ. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Cái này là à, cái này gỡ để nè. Bác sĩ lấy ra dễ dàng rồi bác sĩ. Nè. Dễ nha, dễ nhanh gọn lẹ nha. Dạ nè. Nè. Hả? Trời vô. Vô. Kinh nghiệm anh có. Kinh nghiệm là lửa có. Đó. Ừ. Ê kìa kìa mọi người thấy nó nhúng không? Nhúng quá trời luôn. Kìa cái lên con Minh. Nhúng đi. Nó. Ờ hả chạy báo công an bắt của mình luôn á. Ồ. Cần tầm động không à? Không động chứ không có. Đúng rồi hả con? Rồi dừng con làm không lại nó cũng nhãn mưa. Nhìn được một con nữa mọi người. Ồ em hút hay sâu rồi. À hút sâu quá. Từ tính ra từ nãy cũng từ sát với con rồi mọi người. Mày nhỏ nhỏ chứ không bự nha. Đang giòn không? Dân dân à, trời lạnh hay gì mà bay khối chứ tại ừ. Bay khối từng cái hay không? Xong. Rồi ra hay quá. Ra rồi. Vô. Cá là số cá nước lưỡi không? Nó ăn tùng. Cá mồi tùng. Nó ăn tùng nó nước lưỡi nhiều lắm. Cá mồi nhái là nó táp lên dính miệng không? Táp cái nó móc mỏ luôn. Ờ, thấy ngớp luôn á, thấy ngớp luôn á mình. Quyên thấy lên luôn á mình. Nó chè kìa, con vọng rồi chú ơi. Ừ, nó dẻo ngang cái con rồng mọi người nè. Nó nằm ở luôn nè. Rồi đâu vậy? Ơi Minh nó chạy mất tiêu rồi. Đâu rồi? Còn nằm. Còn rồi, con khéo lên đi con Minh ơi. Cầm nhúng cỏ kìa lên. Đúng rồi. Đẹp quá. Ừ, con này ngon ha, con này còn sung quá ha. Rồi, mất tiêu lưỡi nữa rồi. Nuốt không à. Cái dạng mà cắm mồi trùng này, cái nhà nó nhâm nhi á, nó nuốt cái mồi trùng. Cái lắm mà cũng to quá nè. Đồ, hay ta. Hay to, đây là cái này, cái này cũng hay to rồi nha. Cái lóc này là ăn ngon luôn á. Ok, cậu rồi. Rồi, móc lại. Đó, này bên cái cục tùng cái thêm liền luôn rồi. Không bỏ vô đâu mày. Bỏ đâu hả? Có không? Từ từ Minh ơi, chờ chú Bin. Ồ, con này to hơn cỡ con nãy luôn nè. Này giống như một lứa của nó quá ta. Dạ. Nó cỡ mà. Đó. Mày hả bưởi? Lên bạn con hồi nãy luôn mới dính luôn á béo. Con hay con thấy nó rồi. Con thấy nó bơi vòng á. Ừ, vậy là một lưới đó mọi người. Dính cá nhiều chứ bộ. Nè mọi người, từ đó anh em bình khá lắm á nha. Từ lâu qua từ lâu luôn á. Để chưa? Lớn nhỏ cả chục à. Ừ. Cho cái này nhiều lắm á. Đây bác sĩ. Đó, rồi ra rồi chứ. Cỡ đi. Đó, đây nè mọi người, cỡ con nãy à, khúc à. Trời ơi, cá. Cái gì hoài gì cũng ngon á. Bà cắm câu rồi, mưa nó nhớ mình.
Rồi ba anh em Vinh về tới nhà, cái nhà khoe thành quả tối hôm nay. Chất lượng thì không có nhưng mà số lượng thì nhiều lắm nha mọi người. Đó quá trời luôn. Chỉ có một con cái tay một này. Ờ quá trời luôn. Nhìn cái nhà con nè. Nè chốc nè, chốc nè. Đổ ra thao cũng được nữa. Đổ ăn. Cái tay. Thả đi kêu con mình. Nè, thấy xuống luôn đi con. Đây xuống luôn. Nhiều. Này thấy bự. Sàn trắng tâm lý luôn. Cứ thả luôn. Đây, chiếc lưu hỏng qua này bên nè mọi người. 2, 4, 6, 8, 10 con. 1 con 6, 8, 10, 11 con. Cái lóc không bự nhưng mà số lượng thì quá chừng. Đã chưa? Tầm này nhiều nè. Cái khúc sau này nay bên giống như nó dùng lứa nó hay gì á. Cả này không mà. Khúc đầu là con này là nước lửa nó chết. Dạo này cái bự kiếm khó quá. Có cái nhà anh em bên kiếm cái bự làm mấy món rồi cái nhà xem á. Để đi kiếm được chỉ cái lóc con voi vậy thôi mọi người. Thôi giờ chắc ai nghĩ nó ngậm hết rồi. Mình rửa sạch mình bỏ tủ lạnh đi. Mai anh em mình đi gần cần câu về rồi xử tiếp nha cái nhà. Coi nó như thế nào. Biết đâu ngày mai dính con mực chà bá. Hugo đi nè. Đi. Thì giả thì chứ. Rồi rửa cái rồi ăn bỏ vô con bạch. Mai gặp lại cái nhà nha. Mai gặp lại cái nhà. Bye cái nhà. hai anh em của mình với cô bé gom cái gì cả nhà, bỏ thớt đó xuống đệ đi con, bỏ đại đất đi con nè, gom hết cần gì này cái nhà, tổng hợp là 50 cần không béo? Gần 50 cần ha, 45 cần á. Đây chính lưu phẩm buổi sáng của hai anh em nha con mọi người. Sáng thì hai anh em đi gom cần về bên đến nhà mặn cá. Bên mặn mượn cá này cái nhà. Rồi tối có 11 con nhưng mà có một con nhỏ á, mấy anh em bên thả nó còn sống á, bên thả rồi. Ê, con là chán được hai con vừa. Này dắt lứa khúc đủ không? Khúc đó luôn ha. Khúc đó luôn hả? Cái khúc này là dính được ba con này luôn nè chú ơi. Tới với cháu mình hâm rồi dính lại nữa. Làm như ngay chỗ đó nó gồm như đó vậy á. Có một cái chỗ mà dính ba cần liên tiếp hồi tối á. Tối dính hai con sáng này ngay đó dính nữa. Ba con luôn. Thôi, để anh em bên xử luôn, sáng chỉ được hai con cái nha. Giờ mới cá này bên mần rồi, tối bên đến 1 mét nè. Mần xong thì tính. Rồi hơi kinh qua chứ anh mần vậy. Nè. Nắm tay không vô lấy cái gỗ rồi tao ra tao hút nó vô. Trời ơi, đâu phải mì nữa. Ngon nhỉ? Cao lan cũng nhiều. Đem rửa sơ nha. Ok. Vậy là hái non luôn rồi hả? Non không hả? Ok. Thì nãy giờ bên mần hai con cá còn lại cái nhà hai anh em đi kiếm mới rau. Đây. Này hai con cá này bên mới mần nè mọi người. Con này là bên mần hồi sáng. Mới cá này anh em bên quyết định sẽ nướng than nha cái nhà, chấm mắm nêm với rau luộc. Hay toàn hái củ rau đó ăn hơi bị no luôn á. Hôm nay của mình nấu giùm chú Vin chừng 3 chén cơm thôi nha con. Đừng nấu nhiều. Nấu 3 chén rồi chú Vin. 3 chén rồi, cá ăn cũng no mà giờ rau ăn cũng no nữa. Rồi. Nấu chừng 3 chén. Ngồi chén. Còn tô mắm nêm thì để chú Vin lo. Rồi. Ôi con dũng về là ngon rồi. Đi lại không có khen nước á. Ngon rồi. Ôi cha này giống thì hỏi ra chứ ạ. Hết luôn. Hai của mình ăn món đêm nhiều hết. Nhiều. Không mình lúc nào không nhiều hả? Mấy mình lắm. Chú Minh chơi hết chai luôn nha, tại rau luộc chấm cũng nhiều á, cá cũng nhiều nữa. Chết nữa rồi. Tụi mình phải ăn mắm lắm nghe nè. Mắm nhất là mắm nêm, mắm tôm thì mình thấy nó chấm không đậm chứ mắm nêm này mình thấy nó làm dữ lắm á. Nó ngọt. Ngọt. Mà mắm tôm nè, em cũng không được mạnh miệng với mắm tôm nữa ha. Mắm nêm nữa hả? Em cũng mắm nêm thôi. Có gì hàng bay hàng sớm mà. Bên thì bên ăn mắm tôm. Mắm tôm thì cái vị nó đậm hơn nhưng mà cũng phải tùy vô món ăn. Dạ đúng rồi. Cà phải đem cà pháo mà đem nó chấm mắm tôm, mắm nêm sao mắm đắm mới chấm được hả? Cũng được luôn bé, mình có cái dạng mà muối sỏi á. Mình vẫn ngâm mắm nêm được. Cái này pha vậy rồi mọi người. Rồi, gớt. Còn mà gớt luôn. Gớt hộp chanh hả? Gớt 3 hộp chanh nè. Con Minh có gì với hộp chanh lắm. Cắn hộp chanh lắm không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nướng em ơi. Nướng cá lóc thơm mùi lá dừa hả? Lá bưởi. Lóc nướng bưởi. Sắp từ lớn tới mấy vậy chú hả? Coi cái lóc này mọi người ơi.
quá đẹp, quá đẹp. Nhìn chảy béo để cho nó săn hết rồi hả béo hả hả không? Nó tở nha, để nó dính da xấu lắm á. Anh em mình có quét dầu luôn nữa mọi người. Hết rồi. Từ bé nó lớn, từ lớn bé. Kỳ vậy. Mấy cái lồng đó để hơi để lại đi bé, khỏi nướng nha bé. À. Để thì hồi mình nướng ấy mình lấy miếng dầu của mình chiên nó sẽ ngon. Chiên ngon hơn không? Ừ. Với lại mình nướng cái nó rớt hết trơn rồi đó. À. Nó là không có lọt gì đó. Yên tâm không có dính à. Rồi, dàn cái lóc của anh em đi. Xuống. Không có chất lượng nhưng sẽ có số lượng nha mọi người. Tính nha, chen cái lóc nhỏ này vô đâu rồi? Này ăn có 12 con cá lóc mà. Trời, đỡ một lần nữa nha. Quá đẹp luôn á. Không dính là chịu à. Món ăn đạm bạc hơn không mọi người. Nướng giống như nướng ngội thôi. Ngội không có gia vị. Không cần gia vị, giấm mắm nêm. Chỗ nó cũng bị nóng da ha. Ừ. Để em chọt lửa nhờ nó điều lửa cái. Kéo qua đây. Đây này thấy ít lửa hơn. Bếp kéo đại gương méo lên. Đó. Còn đuôi còn đầu nó lâu chín hơn. Kéo qua bên đây, cái lửa qua bên đây. Kéo cho nó về bên đây đi, mình nướng từ từ thôi cho cái lóc nó khô nó ngon lắm mọi người. Đó. Sẽ tới bên. Bên lột cao. À, tí muối với tí hạt nêm vô nha mọi người cho rau mình nó đẹp. Thôi nó không ngọt. Rau lửa này luộc rau thôi thôi nói. Mà đây. Trời lại miếng quá. Đi nghỉ hết rồi. Lóc là về trái trái thơm quá. Cái này mà có được cái giải nó thơm dữ. Nhưng mà mình khó ăn. Đúng rồi. Mình chứ đó mình gỡ cái da ra mà gỡ cái giải ra nó đi cái da luôn rồi. Dạ đúng rồi. Vậy. Thanh lè. Cho rau len ra cái mình cho đọt những ra sao. Thanh lè thanh lét luôn rồi. Đấy. Thôi, ngọt với mì thì chút xíu nữa mới ngon. Đó. Thôi, con lên, dĩa dao hoành tán. Dĩa dao. Dao vô. Dao đi sinh. Đủ rồi, hai loại dao. Dao bên luộc xong và cá béo cũng nó cũng khô rồi nè cái nha. Wow. Anh em bên quyết định là cây nướng cho nó khô, nó săn lại hơi xé giống như thịt gà đó. Nó nghe không? Giờ gõ nó không quá khô luôn rồi nè. À, mấy cá bự giờ nó teo rồi nè cái nha. Ngon quá, ngon béo ơi. Khoái đây còn đủ 12 con béo có 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 9 với 3 có mới 11 à. Anh em nói vậy đó. Vô béo ơi. Hay thấy ngon rồi béo ơi. Nè mấy cái lòng cá lóc mình cũng chiên rồi nè mọi người. Nướng thì nó lọt. Còn chiên cho nó ngon. Chỗ này trong đây thì nó bớt nóng. Thôi giờ giá mình đi về chút ha. Có quyền. Tôi tới đây thôi cũng được nữa. À chú Bình tới đây hả chú Bình? Chú Bình nó không chơi vậy, ai chơi lại. Quá đẹp mọi người ơi. Sắp bị chen người ta luôn chú hả? Sắp bị chen người ta luôn hả? Người ta phải dám cái nhỏ để dưới cái bự tên chứ. Cái này chơi gì, bỏ cái bự dưới rồi để cái nhỏ tên hay sao? Tí mình sắp lại chú Bình. Quá ngon rồi, đợi gì nữa. Như đây kìa, thôi tuyệt vời rồi. Ồ, cái xương cá nhảy ha. Bây giờ thì đã có chất lượng rồi. Sáng này thì có số lượng không có chất lượng mà dịch chính rồi thì sẽ có chất lượng luôn nha cái nha. Kéo mấy này kìa. Rồi lên bàn mình đó. Nước cơm con ơi. Đây, bữa cơm đạm bạc của ba anh em Bin. Dĩa dao của con béo nè, dĩa cá này của ba anh em nè, dĩa dao này của cô Minh nè, còn bên này dĩa cá này. Dĩa này ngon lắm à. Cho dĩa cá lắm à. Đây dĩa mắm nêm nữa nè mọi người. Quá ngon luôn á. Thôi ba anh em Bin mời cả nhà dùng cơm cùng ba anh em Bin nha. Bé mời cả nhà. Có mời cả nhà. Rồi. Em mời hai anh em. Đi đi. Okay. Rồi làm liền bóc hai cái bự cầm hai cái ba tắc liền. Hai. U u. Rõ rồi hai. Cái này coi nè, nướng cái kiểu này xé ra giống như thịt gà. Hai đấy, để ăn cái này đi. Đấm luôn. Không hỏi. Nóng quá.
Gỡ một cái nó ra miếng thịt đã thiệt rồi đó mà. Cắm vô bấm đi một cái hai anh em bè ơi, tao chảy nước miếng quá tài luôn rồi nè. Đừng làm nhanh anh hai là không kịp. Không sao, cái máy này hai cầm hai đưa theo kịp với tơ à. Nó rộng lắm. Nhìn cho bên nước chảy cái thương luôn cái nha. Nhanh thế. Nó quậy. Rồi cá công nhận nó chắc nịch luôn ha. Rồi hai anh em cho cảm nhận biết cái món này cái. Ăn cái cá lóc đồng mình khỏi nói gì ha. Quá là ngọt luôn. Mà nướng là nó sắp thành lên nè ha. Mọi người coi nè. Quá là ngon luôn nè mọi người. Nè, như thức luôn ha. Ở cho hay à. Rồi cảm ơn bé nha. Đem đúng xương rồi cho. Không phải rút liền miếng đi. Ừ, thôi vậy cũng được. Cắn ngậy mới đã. Công nhận cái da đó mình nướng ăn nó thơm, nướng nó thơm ha. Thơm mùi tự nhiên á, cái mùi mà khét khét gì cái trái gì cá giống như nướng chui á mọi người. Mình chấm cái nữa đi. Chấm ba cái vậy cho cả nhà dục nhậu luôn. Mời cả nhà nghe. Cả nhà nói đang xem tivi mà. Thôi tivi mà. Dục điện hỏi tí câu lại. Mà hay à. Trời đi mất. Cái xương nhỏ mà. Nó dính lại hết tơn luôn ha, thấy không? Thấy không? Bởi vì mình đâu có sợ mất xương không? Cá hưởng mọi người. Cái này đúng rồi, thiệt chứ. Cá này nướng tui thôi. Mấy anh mà nhậu là làm một ly đế là rồi. Xỉu xỉu xỉu. Mà cái này uống bia cũng ngon. Muốn khô mà. Thôi nhưng mà uống bia là phải chấm. Đế ngon hơn cái này. Phải chấm mớ ớt nha. Chứ uống bia mà chấm niêm này hơi ợ lên xấu á. Trời ơi. Cũng đúng. Cá lóc. Mình ăn cá lóc rồi, giờ mình ăn tới gao chấm mắm nêm đi. Cái này là gao này là không bao giờ hết. Bắp chuối luộc rồi ha, mắm nêm. Hả quên mất chuối hay quá, quên kéo mắm chuối. Hay tao làm gì làm đi, bên chị đi tới một bộ lòng. Đi xem chị đi cái bộ lòng đẹp nhất ở đây. Cái này con nè. Đút khác vô nè mọi người. 90 ớt nha. Cái này em chấm húp luôn á. Húp sạc. Con đại này chứ Huy, con đại này chứ. Cái đầu thì mình cặp gò má luôn đó. Ok anh. Của mình đây. Ăn gì mới hơi lỡ xuồng nữa con. Này này chú Huy, cái này mới tới nách này chú Huy ơi. Tới nách luôn ha. Rồi cảm ơn hai. Hai cho em nguyên cái gột chà bá luôn. Cái chiên này nó hay đeo. Đúng. Tỏi, ớt. Ớt. Cái hấp mạnh mạnh nha. Hấp cái này chặt luôn á. Bình sẽ ăn con cá nhỏ nhất. Nghe luôn cái xương. À, nó dài. Mọi người coi nè. Nó dài. Cháy dụng của mình. Nó dài như gà vậy á. Chơi luôn nè mày. Mày ép tao. Nhất cái bộ lòng nè. Mày hả bưởi. Nó dài. Là tính lấy tay bóc luôn á. Làm cái cục nữa ha. Phải kèm cục tỏi với cục ớt nó mới sướng. Bộ lòng mà chiên hợp lý luôn ha. Đúng rồi. Cái này nướng ngay chắc nó khó, thứ nhất khó chín với hai mà nếu nó chín rồi chắc nó khô queo. Không phải khó chín đâu béo ơi, nhưng mà hai bảo đảm với béo cái gì đó. Nó xong nó mất tiêu không chú Kha. Nó gắt cũng dưới cái hàng của mình nướng không có được. Nướng cái ủa chú Huy chú Kha sao không còn cái bộ lòng đó nữa chú Kha. Còn. Ủa. Ý nó gắt á. Rồi hiểu hiểu. Tụi mình gắt. Làm con cá nhỏ với hai tò, chứ để hai ăn cá nhỏ không thì nó kỳ quá. Ê, con cá con làm như ăn hai hai bẻ ra quá đầu xong cái lấy mỡ hành tét vô hai cái bộ phòng vô không á. Ủa nè em lấy nguyên cái xương luôn ha. Đó về nhớ lần nào nướng cho anh Cang ăn mấy con cá lóc cẩn nè, nó là ngon quá ngon. Cũng nướng y chang vậy chấm mắm nêm luôn. Nó dai như thịt gà mà nghĩ nướng mấy con cá lóc nướng mà đặc biệt ha. Em thấy ngàn con cá lóc đồng mình á mà nó nhỏ nhỏ vậy mới ngon nè. Thôi nó ngọt hơn, thịt nó không có chậm, nó mềm. Nãy giờ con ăn cơm. Mình thấy gì không con? Con ăn cơm. Cắn cái đuôi nó thơm quá thơm. Nó dài quá cô béo, cắn không đứt luôn. Cắn không đứt cái da luôn à. Tới con. Nè em chia hai nửa con á. Hai mới làm nguyên con rồi đó, béo ăn đi. Ăn nửa đi. Đó. Hồi đó người tưởng đâu ba anh em mình gụi không có cá để ăn rồi. Chú cháu mình tham mình chọn cái 2 tiếng đồng hồ luôn. Ờ, thăm 2 tiếng đồng hồ. Không đang giữ thiệt, hồi đi 7 rưỡi.
tới thăm sau một chuyến là 7:30. Anh em bên không có đợi thăm cái mười mấy luôn là đi thăm luôn, thăm đúng vòng hai vòng mà đi liên tục luôn. Mà chơi vậy cắm câu cái bị gặp trời mưa làm nên trời mưa lạnh cá nó đi chậm á. Mà nó cũng được mười mấy con bộ. Tính nếu mà tổng hết á cái nhà là anh em bên được 13 con á, có con nhỏ anh em bên thả rồi. Nó còn sống với lại nó ăn nước ngoài á, anh em bên dễ gỡ bên thả rồi. Ngon quá. Phải ghép cục tỏi với cục ớt vô. Sạch 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 đó chú hai. Cái sạch cũng bỏ cũng ấy vô. Cũng gán bơi nữa. Nó niêm nào phải có ớt cục tỏi nó mới thơm. Còn có một cái xương luôn nè. Công nhận cái tóc này dễ ăn quá hả? Này của mình nó ăn lẹo quá hả? Làm không lợi của mình rồi, của mình mấy con còn? Con thấy hay rồi đó. Trời hay à. Cái con này xem con má nó mất tiêu rồi. Hột hột cơ, hột hơn đủ cơm đó. Này chú hai, xương nó chú hai. Đúng rồi, chú Bình nói hôm nay ăn một chén cơm thôi, còn như ăn rau với ăn cá rồi. Nãy nói mà. Đây để cho Bình múc cái này miếng, cái ngọt bên đây cho nó dễ. Để hai em chạy qua nhận lại cái mặt của mình rồi. Thật con này. Thì thôi em kéo này qua. Đúng rồi, cho hai anh em ăn cho dễ. Này cái lóc. Ăn lộng nha ha. Con kiến này nữa chú Bình. Kiếm xương. Ờ lẽ cũng gỡ xương á hả? Con gỡ mấy cái xương nhỏ này. Kiếm xương xương hả? Con kiếm mấy xương tên này. Con nghe được hết hả? Đuôi gà, đuôi gà. Bình sang gạo lang sống. Em ăn gạo lang đọt mai mì để em tộn lên. Nằm giữa này nè. Có gạo lang. Vì con chú hai với nạt con với lại á. Này chú hai chia rồi mà. Người gì đó làm cho hết á. Chú bên chia rồi á. Giờ mình đổi lại được không chú Bình? Chú Kha hay với này. Ủa chú Bình hay với này. Chú Kha với này con đi với góc vậy. Con Kha cái góc vừa con ngồi nha. Cái này hơi ngứa quá. Kha nói gọi nấu 3 chén cơm thôi. Đừng nói nhiều. Ăn cái ra thôi. 3 lóc rồi. Thích hình đó. Ôi ai mà đang thèm cá lóc đó chứ. Hết luôn à. Chết luôn. Tàn phóng kiếm khó lắm chứ. Thôi chú nha con. Bữa chú Bình đi chợ ăn quá. Chú Bình thấy anh kia nó anh bán cá lóc cát nhỏ hơn con cá lóc này nữa nè. Không đậu cái một manh luôn. Mà không biết cá lóc gì mà anh bán nhiều dữ không biết. Chắc là mấy cái nhiều khi mấy cái dùng mà đồng ruộng hay. Người ta chuyển về người ta bán ha. Cá lóc có cẩn không luôn à, không có cá lóc bự nhỏ vậy đó. Ai nói em ngu em chịu chứ em phải ăn cá lóc nhỏ, em muốn cá lóc bự. Không phải là tùy món, ví dụ mình nấu cháo hay nấu bánh canh mình còn cá lóc bự nó ngon. Cá lóc nhỏ chưa gì đó. Chứ mà chiên này nướng rồi cá lóc nhỏ rồi. Mấy món khô á thì mình ăn cá lóc nhỏ ngon. Mấy lon nước nè, con gỡ cho chú Bi nè, nè cái nha, dây dây nè, chấm vô nghe thôi, cần gì gỡ xương nhỏ nhỏ nữa. Cứ như thịt gà. Khá không lòng. Cắn hay còn má mà thôi bỏ cái đầu. Cũng là cá lóc nướng mọi với nướng dạ, nướng tươi. Mà chắc phái cá lóc mần vậy nè, rồi xong nướng. Còn cá lóc này thì ăn nó dai. Cứ như tùy món thôi cả nhà. Thí dụ cả nhà mà ăn cá lóc nướng trôi mà cuốn bánh tráng đầu á thì nướng cái kiểu có vậy. Thì dùng gắp thịt giống như ấy thôi. Còn cái này thì bên mấy anh em bên ăn chấm thôi. Thì nướng kiểu này thì nó dai. Và cái ngọt hơn, nó không ngắn nữa. Tại vì nó khô cái thịt nó lệ á. Nó không có ngắn. Cá lóc này. Được không? Được. Con gỡ xương nghe giống như chú Bình nha. Mấy xương kia nhỏ xíu mà con. Đấy xương sống nè. Nướng cay, nướng thịt gà mọi người. Ờ, nó dính nè. Giờ cái đùi với cái già nó dính mà em kéo không ra. Ngay cái đùi nó thơm bạc cố rồi luôn á. Sườn nó dính bao nhiêu sườn nó dính vào trong cái sườn hết à. Đúng rồi, con bẻ cái đầu ra. À, chơi luôn hả? Chơi đùi luôn. Còn cái sườn này cắt á. Con Minh nói nè, nhìn con thấy hiện dính sườn nè. Nó dai, nó ngọt, nó thơm.
nhiều khi cái món mà cá lóc nướng mà cá lóc nướng chui mà còn da để cuốn bánh tráng nữa mọi người, nhiều khi mình nướng kỹ và nướng kỹ vẫn còn nghe mùi cái nha, mùi tanh tanh của cái nha. Chứ lại biết sao em không thích nó không hay, tại vì cái thịt nó thông á, mình khi mình tách cái vỏ nó ra, cái thịt nó thông nó mềm quá. Ừ, nó giống như cá hấp vậy hen. Đúng rồi. Nướng ngọt. Còn vậy nướng cho nó khô lại mình ăn dai 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 thơm thơm hơn. Ăn nghĩ cái gì chưa nổi, tách ra thôi. Nói chung là mỗi người thích thôi. Ừ. Tùy món. Ừ. Ở cái đường dưới nó dai chú ha. Con nướng khô kìa, con nói là nguyên cái lóc ngon, khúc nào cũng ngon luôn. Nhất là ngon nhất là khúc đuôi. Chú Bình nói hả, nó dai hơn cả cái đùi thịt, cái đùi gà luôn á. Hai em ăn cảm nhận ha. Nó dai phần da. Trời ơi, động rau lan này hơi bị bực, hơi bị cứng à. Trời ơi, anh hay ăn rau sống dữ ta. Phải rau lan này lắm. Còn rõ gì mới ơi. Thôi chú bên kia ở đây, chú bên đang ở đây, chú bên cộng bên kia không nổi. Nấu nấu chứ hồi xưa hả, rau lan luộc nè, ăn với nước tương với mắm nêm này hoài được, mắm nêm là hơi bị ngon. Nước tương mà làm nước tương chua ngọt. Chấp. Dạ mà hồi đó bên ngoài con ăn hoài luôn á. Ừ. Bên đó hả? Bắp chuối rau lan luộc, mắm nêm. Không nào mà có tiền mẹ có mua về thì ai tự ăn mắm nêm. Cũng ăn cao, nước tương. Đó bên ngoài con còn ăn rau rau lan siêu đọt không à? Còn là tím tím á. Siêu đọt ăn không bằng rau lan của mình. Ừ. Mà nó cứng cứng. Ừ. Nó cứng như vậy nó không có ngọt. Ừ. Với lại cái mũ của nó nhiều hơn nữa. Đúng rồi. Ăn nó dính dính cái miệng á. Mà không nhận cái dòng rau lan nó đọt dữ tời ha. Quá trời đọt luôn á. Nè nó dài dài vậy nè. Chứ không phải ngắn ngắn như của mình vậy đâu. À bạn con cá nó hơi nghỉ nha. Con bên đây đi. Thôi, không ăn đâu, con bên đây đi. Đúng lời luôn. Con này béo nãy lại con này sống nhất nè. Ừ. Ê, bộ lộ lòng cá lóc đánh ghê. Ủy không? Nó gớt gà hả mình? Nó gớt gà không biết lên đây nè chú gà. Chú Bình nói gọi chú Bình ăn một chén một hả? Đây, ừ. Em cũng ăn cũng có chén cơm à. Chú Bình mấy chén rồi? Con ăn chén hả? Nãy giờ con ăn cá không à. Thiệt luôn á hả? Ừ. Để chú Bin kêu ngửi chén thôi nên con ăn rau với ăn cá không à. Bây giờ cái xương nó dính vô mỏ. Dính nấu. Là duyên vật để có cái mỏ. Cạp 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 hả chú ăn. Chú Ba mình chú Ba bên kia ăn rau cũng dễ hen. Tại hên là đọt mì chứ đọt rau lan nãy giờ hết rồi. Con cá lóc mà nướng theo kiểu này đối với mấy chị với mấy anh mà hay ăn cái món cá mà không nghe được cái mùi tanh mùi cá nướng này là không còn miếng nào hết, với lại mình là cá nhỏ nữa không phải cá bự, chứ thường thường cá bự mà nướng không khéo là nó hay bị đỏ ngay chỗ ngay đây nè, cần cổ á. Đúng rồi, cổ với cái xương sống với cần cổ á mọi người, nó hay bị hồng hồng như đó, nó chín nhưng mà nó sẽ hồng hồng, cái mùi cá lúc ăn nguội trời ơi. Lúc mà ăn cá nguội nó sẽ bị tanh. Mùi chét. Ôi lòng. Cái con gì ta? Mùi chích con hay gì á. Chích gì á. Mùi xích. Xích dám nó mùi chét. Gớm không? Nghe ớn không? Cần nghĩ của mình luôn á mọi người. Muốn xỉu của mình nè. Con này hưởng nó tanh mấy cái chinh chinh chanh nữa. Dạ ăn gì nữa ta? Thôi mốc rau lan phụ của mình. Chú ăn cá ăn chú hàng để con ăn cá cho chú kìa. Ừ, con ăn cá đi, chú hàng rau lan cho. Thiệt ăn cái kiểu này của đâu chơi nổ rồi. Hai thằng ăn chín con hả? Chín con thằng ba con hả? 1, 2, 3 đúng rồi. Mà ba con cá mà cảm giác nó no luôn mọi người. Chấm nè. Dùng mình hồi lúc trước còn thấy cá lóc bự chứ không giàu, thấy cỡ vậy là duy nhất hơn vậy cái thứ mà ha, có lúc mà mấy nước mặn á cái nhà còn nhiều lắm, anh em bên bắt được nhiều này đã có trên cống nữa, chắc cái nhà coi theo dõi anh em bên hồi trước trời nhớ mấy lần mà anh em bên sâu cống. Ừ. Nhớ có lần sổ cống ngay trời á, mấy anh em bên xuống chỗ xuống tính xuống chỗ chơi thôi.
nghĩ sao nó vô tổng con cá lóc chạy luôn á, mà chút xíu mà hơi kinh cái dớn rồi bóc máy quay không tin được. Nó do một phần người ta mò á ha, nó động chui rồi đúng rồi đúng rồi, nó trốn là thấy mấy chú, thấy mấy chú ông mò rồi mấy anh em bên mới xuống sổ á. Ừ, như lần đó kéo con tươi vô xịt nước cái tông cái gì mà phải không, không ta không lâu quá cũng không nhớ nữa. À không phải, không phải lần đó cái liệu mình sao? Còn ừ, lần sau mình sổ thử mình mới mò cái ống mình ấy. Với lại cá lóc, cá lóc rồi cái háng, mấy cái háng đó hay biết sao không, tháng 4 tháng 5 á nước nó cạn, nó cạn queo à, nó rồi chứ kinh. Ừ, đợt đó mấy anh em mình giăng lưới cũng dữ nữa. Ừ, cái mè hôi khổ nói nữa, nữa hao cái mè với cái thác rác mà mười mấy con. Ừ, nó là 15-16 con vậy á. Thác rác, thác rác nó bự bự không à, cái mè thì một đống, cái phi thì khỏi nói. Gán mà mốt gán tới tháng 5, tháng 4, tháng 5 đó có đầu cái chắc tay lưới gùng nó hoạt động cái hơi bị mạnh á. Đúng rồi, cứ một cục bông súng ở lộng gì lục bình là anh em mình dứt á. Đúng rồi, nó gom lại mình đập vòng cho nó dồn trong đó, đầu cái mình bao ác to rồi. Có xem sao mình giao lưu với mọi người, có mấy anh nào mà mới bắt cá về cho anh xuống mình kéo lưới sẵn rồi cho mấy anh kéo lục bình. Nếu đúng mà rồi, mấy anh muốn tặng cái gì cũng như vậy là trải nghiệm, trải nghiệm. Sao con cho nó cho nó con thiệt luôn á. Thôi ba anh em tạm biệt cả nhà nha, bye bye.